Minh Phương cùng Mỹ Phương kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Thưa quý vị, như thường lệ thì phần mở đầu của bản tin này sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tin nóng với nhiều thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự, dân sinh, xã hội và giao thông. Đặc biệt là các tin tức về vụ việc cướp giật tài sản với tính chất và số lượng ngày càng phức tạp diễn ra trong thời gian gần đây mà nóng 24 giờ muốn cảnh báo đến tất cả quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Trước khi đến với thông tin chi tiết, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin nổi bật ngay sau đây. Hai quán nhậu hỗn chiến, một người bị đâm chết. Cựu trưởng công an thành phố Mỹ Tho bút phê tha cho 235 người vi phạm giao thông, bị đề nghị từ 4 đến 4,5 năm tù. Người phụ nữ chạy xe bất cẩn làm một cháu nhỏ tử vong, 3 người bị thương. Thành phố Hồ Chí Minh cháy lớn xưởng gỗ hàng ngàn mét vuông. Lâu nay cứ ngỡ rằng các đối tượng cậy cửa bẻ khóa đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản hầu hết đều là các đạo chích nam. Thế nhưng mới đây tại thành phố Đà Lạt, hung thủ gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp lại là một nữ quái còn rất trẻ tuổi. Đáng chú ý là trước đó, nữ quái từng bị Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xử phạt 36 tháng tù giam nhưng chưa chấp hành án phạt thì tên này đã bỏ trốn thưa quý vị. Công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thu Hương, 28 tuổi, quê Hà Nội để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 15 tháng 10, Hương dùng kìm thủy lực cắt hai ổ khóa đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Đà Lạt, lấy trộm 4 chiếc điện thoại di động, một máy tính bảng và 500.000 đồng rồi mang về phòng trọ cất giấu. Đến ngày 23 tháng 10, Hương bị cơ quan công an bắt giữ và thu hồi toàn bộ tang vật. Mở rộng điều tra, Hương khai nhận còn thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Được biết, vào năm 2020, Hương bị Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xử phạt 36 tháng tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng chưa chấp hành án phạt mà bỏ trốn. Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào ngày 3 tháng 3 ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương mà nóng 24 giờ từng thông tin đến quý vị. Sau khi gây án thì nhóm đối tượng thanh thiếu niên này đã lẩn trốn khỏi địa bàn. Mới đây qua mở rộng điều tra, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này đã phát hiện bắt giữ đối tượng cuối cùng Nguyễn Hoàng Nhi sau khoảng thời gian dài bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được Nguyễn Hoàng Nhi, 34 tuổi, ngụ Tây Ninh, một trong 4 đối tượng cướp tiệm vàng Bích Quý tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương vào tháng 3 năm 2024. Sau khi gây án, Nhi đã bỏ trốn sang Campuchia. Sau thời gian truy nã, các trinh sát phát hiện Nhi đang lẫn trốn tại một tỉnh của Campuchia giáp biên giới Thái Lan nên phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để bắt giữ và di lý về Việt Nam. Trước đó, vào ngày 3 tháng 3 năm 2024, tiệm vàng Bích Quý đã bị 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy xông vào cướp. Một người trong nhóm đã chĩa súng đe dọa để đồng phạm dùng búa đập kính, cướp đi số lượng lớn vàng trong tủ. Sau đó, cảnh sát hình sự tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng điều tra và truy bắt nhóm cướp này. Các đối tượng Nguyễn Linh Đoan, Trần Quang Triệu và Nguyễn Văn Thịnh bị bắt sau đó không lâu. Trong đó, Đoan và Triệu là 2 trong số 4 thành viên trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng. Còn Thịnh không trực tiếp tham gia cướp nhưng giúp sức cho Đoan tiêu thụ số vàng đã cướp được. Và đến nay thì thành viên cuối cùng là Nguyễn Hoàng Nhi đã bị bắt. Hiện các đối tượng vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra xử lý. Vì làm ăn thua lỗ, mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc với người cùng góp vốn, đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn sinh năm 1991, trú phường Cẩm Phô, thành phố Hội An mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đã có hành vi khống chế con trai ruột của nạn nhân nhằm tạo sức ép trả nợ. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ khởi tố đối tượng này về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Năm 2020, Nguyễn Mạnh Tuấn có góp vốn làm ăn với một phụ nữ tên N ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Kể từ năm 2023, do làm ăn thua lỗ nên Tuấn nhiều lần liên hệ gặp chị N để giải quyết chuyện tiền bạc nhưng không gặp được. Ngày 7 tháng 10 năm 2024, Tuấn chuẩn bị một bình xịt hơi cay và một tuốc nơ vít đón xe đến cửa hàng quần áo của chị N trên đường Hùng Vương. Lúc này ở cửa hàng có một nhân viên nữ và con trai chị N. Khi biết chị N không có ở cửa hàng, đối tượng này đã ngắt cầu giao điện, dùng bình xịt hơi cay dọa nhân viên nữ chạy ra ngoài rồi chốt cửa bên trong, mục đích khống chế con trai chị N, gây sức ép để mẹ cháu bé về gặp nói chuyện.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an thành phố Tam Kỳ đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Thấy lực lượng công an, Tuấn khống chế cháu bé với mục đích uy hiếp nếu lực lượng chức năng xông vào. Sau khoảng 20 phút được lực lượng công an thuyết phục vận động, Tuấn thả cháu bé, mở cửa để lực lượng công an vào làm việc. Trong một diễn biến khác, do mâu thuẫn cạnh tranh trong buôn bán giữa hai quán nhậu ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến cho một người bị đâm tử vong. Nhận được thông tin, công an địa phương ngay lập tức đến hiện trường bắt giữ các đối tượng, còn vài người hiện lực lượng vẫn đang tiến hành truy bắt. Vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng 25 tháng 10, tại quán nhậu Mì Ú, ấp Tất Thổ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, xảy ra vụ hỗn chiến làm ông Nguyễn Văn Phấn ở Bạc Liêu bị đâm tử vong. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của cuộc hỗn chiến là do mâu thuẫn cạnh tranh trong buôn bán giữa quán nhậu Mì Ú và quán nhậu Ốc 49, cách quán nhậu Mì Ú khoảng 300m. Vào khoảng thời gian trên, Tạ Hoàng Thám, chủ quán nhậu Ốc 49, cùng 5 người gồm Chuột, Nhí, Cu Minh, Duy Thái và Phấn xảy ra đánh nhau với chủ quán nhậu Mì Ú là Dương Văn Cuộc, 32 tuổi, ngụ ấp 5 xã Khánh An, huyện U Minh, cùng hai nhân viên tên là Tiến và Nhân. Trong lúc hỗn chiến, nhóm người có dùng dao đâm ông Phấn thuộc quán Ốc 49 bị thương và tử vong sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Hiện công an đã bắt giữ Dương Văn Cuộc, riêng Tiến và Nhân đã bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Khi đang chở trái cây đi bán dọc đường, một người phụ nữ không may gặp phải tên cướp giả dạng làm khách mua hàng, dí dao đe dọa nạn nhân đưa túi xách rồi tẩu thoát. Sau khi tên cướp bỏ đi, người phụ nữ đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để được hỗ trợ. Sau gần một tuần truy tìm dấu vết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng này. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi cướp tài sản của nạn nhân và khai nhận bản thân từng có tiền án tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép chất ma túy trước đó. Theo đó, lúc 14 giờ ngày 19 tháng 10, chị Lê Thị S, 42 tuổi, ngụ huyện Hòa Giang, điều khiển xe máy chở hoa quả đi bán. Khi đến xã Hòa Sơn, thì một thanh niên hỏi mua hoa quả, nên chị S dừng lại để bán. Trong lúc chị S đang lấy túi ni lông để đựng hoa quả, thì bất ngờ bị thanh niên này dí dao vào hông và yêu cầu đưa túi xách. Sau đó, chị S đã đưa túi xách cho thanh niên này để thoát thân. Bên trong túi xách có hơn 2 triệu đồng và một điện thoại di động. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự lập tức phối hợp Công an huyện Hòa Giang tiến hành truy xét. Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định quá trình tẩu thoát, đối tượng liên tục đi vào các đường nhỏ và thay đổi trang phục để trốn tránh. Đến ngày 25 tháng 10, công an xác định nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản manh động trên là Trịnh Hoàng Lân, 19 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, nên đã triệu tập làm việc. Kính thưa quý vị, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa tuyên phạt cựu trưởng công an thành phố này và hai cựu cán bộ cảnh sát giao thông phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tuyên phạt mức án tù giam. Cụ thể là các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bút phê vào biên bản vi phạm hành chính cho nhiều người quen để chỉ đạo phạt cảnh cáo thay vì xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 650 triệu đồng. Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, từ 23 đến 24 tháng 10, ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tuyên án vụ bị cáo Đoàn Văn Thanh, 60 tuổi, cựu trưởng công an thành phố Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù, cùng hai cựu cán bộ đội cảnh sát giao thông là Võ Trần Chí Công, 40 tuổi và Phạm Thị Quỳnh Anh, 39 tuổi, 2 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Thanh trình bày tại tòa, hành vi của bản thân chỉ đơn giản là áp dụng luật xử phạt hành chính, chưa đúng với hình thức xử phạt do cả nể đối với thân nhân của cán bộ trong ngành công an và ngoài ngành có hoàn cảnh khó khăn, xin được giúp đỡ, không vụ lợi. Sai phạm của bị cáo chưa đến mức cấu thành tội phạm nên khiếu nại việc giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài chính thực hiện giám định lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính là hoàn toàn trái pháp luật. Về các vấn đề này, tòa bác bỏ và cho rằng bị cáo bút phê phạt cảnh cáo thế gì phạt tiền do cả nể, không vụ lợi cá nhân. Nhưng việc này rơi vào yếu tố động cơ khác theo quy định, nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Việc giám định và thẩm quyền xét xử hoàn toàn đúng, nên bị tuyên phạt đúng với mức án này. Chuyển sang thông tin đáng chú ý về tai nạn giao thông. Vào ngày 25 tháng 10, trên tuyến quốc lộ 14C thuộc huyện Hờ Rai, Kon Tum, nóng 24 giờ ghi nhận một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến một người tử vong và ba người khác bị thương.
Theo camera hành trình ghi lại, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm là vì thói quen bất cẩn của người phụ nữ lái xe máy chở ba cháu nhỏ trên đường. Cụ thể vụ việc như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trước đó, khoảng trưa 25 tháng 10 trên quốc lộ 14C đoạn qua thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia Hờ Rai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát 82G00028 nhà xe Anh Thạch do ông Cao Hồng Cường điều khiển hướng huyện Ia Hờ Rai đi huyện Ngọc Hồi va chạm với xe máy 81B227677 do bà Phạm Thị Lời chạy hướng ngược lại. Thời điểm trên, bà Phạm Thị Lời, 29 tuổi, ngụ thôn Ia Dan, xã Ia Dan, huyện Ia Hờ Rai, chạy xe máy chở theo ba cháu nhỏ là con và cháu trong gia đình. Hậu quả, cháu Huỳnh Phạm Quỳnh N tử vong, bà Phạm Thị Lời và cháu Huỳnh Gia B, Huỳnh Gia H bị thương. Theo camera giám sát hành trình xe khách ghi lại, xe máy chạy sai phần đường và tông trực diện vào đầu xe khách. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Trong khi đang tuần tra, tổ cảnh sát giao thông phát hiện một người đàn ông ngồi trên xe mô tô không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại đây thì tên này có biểu hiện say xỉn và hành vi tấn công lực lượng chức năng khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc. Ngay sau đó, công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này sinh năm 1966, trú tại khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện để điều tra về hành vi chống đối người thi hành công vụ. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Trương Công Định, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước phối hợp đội cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô chở một người phía sau không đội nón bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe làm việc với người điều khiển phương tiện về hành vi chở người không đội nón bảo hiểm, thì người đàn ông ngồi phía sau có biểu hiện say xỉn, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng, sau đó lấy xe mô tô định rời đi. Khi cảnh sát giao thông ngăn lại thì bất ngờ ông này tấn công một đồng chí cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Người đàn ông này đã bị khống chế và giao công an phường Tân Phú xử lý theo quy định. Vừa qua, tại một xưởng gỗ rộng hàng ngàn mét vuông nằm trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang ngừng hoạt động thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vì xưởng nằm sâu trong hẻm lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên quá trình dập lửa gặp nhiều khó khăn. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Chi tiết như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin và những hình ảnh cận cảnh tại hiện trường. Trưa ngày 25 tháng 10, một xưởng gỗ rộng hàng ngàn mét vuông ở hẻm 234 đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa dữ dội. Lúc này, một số người dân tìm cách dập lửa song bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức sau đó đến hiện trường phun vòi rồng dập lửa. Hiện trường vụ cháy xưởng nằm giữa khu dân cư, khói tỏa mù trời gây ngạt khiến người dân náo loạn. Nhiều người phải di dời ra xa khu vực. Sau một tiếng, ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ, khói bụi bay xa nhiều km. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Linh Đông, thì xưởng gỗ đã dừng hoạt động, chủ xưởng gỗ đã trả mặt bằng để trống. Mới đây, một số người bên ngoài vào cắt hàng một số phế liệu đã để rơi hàng xì xuống mùn cưa và gây cháy. Rất may vụ hỏa hoạn không gây cháy lan sang nhà dân. Mở đầu chuyên mục camera nóng hôm nay là một vụ việc khiến cho nhiều người đi đường vô cùng bức xúc. Chỉ vì đi nhanh, nhiều xe máy đã chọn cách lấn làn, thậm chí là chiếm trọn luôn phần đường của chiều ngược lại. Hành động này khiến nhiều người đang di chuyển vào cứ ngỡ là mình đang đi vào làn đường một chiều thôi quý vị. Trên tuyến đường Nguyễn Thông, quận 3, nhìn hình ảnh này thì chắc nhiều người sẽ nghĩ đây là đường một chiều. Nhưng theo quy định, nó là đường ngay chiều. Để đi nhanh hơn, nhiều xe máy đã chủ động lấn sang làn đường ngược chiều, gây cản trở việc di chuyển. Tình trạng này thường xuyên xảy ra khiến những người tham gia ở làn đường ngược chiều khá bức xúc. Tiếp đó, chuyên mục camera nóng là một tình huống trộm cắp vô cùng táo tợn của một nam thanh niên ngang nhiên cậy cửa đột nhập vào nhà dân ngay giữa ban ngày. Đoạn clip đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi liều lĩnh của những tên trộm cắp tài sản ngày nay khi thản nhiên hành nghề như chốn không người, gây mất trật tự an ninh xã hội. Vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút tại một tiệm làm đẹp ở phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm này tiệm khóa cửa, nam thanh niên chạy xe máy tới rồi cậy cửa đột nhập vào bên trong. Sau một hồi tìm kiếm, đối tượng lấy một laptop giấu vào trong người rồi rời khỏi hiện trường. Thưa quý vị, trên các trang mạng xã hội những ngày qua cũng liên tục chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cõng bé gái đi giữa dòng nước lũ đang chảy xiết.
Hành động của người đàn ông được xem là mạo hiểm và có thể gây nguy hiểm đến cả hai. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết vụ việc ngay sau đây. Do ảnh hưởng của mưa lớn, khiến khu vực tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập. Trên đường làng xuất hiện người đàn ông cõng bé gái chừng 2 tuổi. Mặc dù lúc này dòng nước đang chảy xiết và đã dâng cao đến bụng, người đàn ông dùng một tay giữ lấy bé và mò mẫm từng bước đi trên đường. Đây là hành động rất mạo hiểm, dễ gây ra rủi ro cho cả hai người. Thưa quý vị, miền Tây sông nước là tên gọi quen thuộc mà người dân trên khắp cả nước thường hay nhắc về nơi đây. Vì miền Tây được bao phủ bởi nhiều hệ thống kênh rạch, sông suối, nên khi mùa lũ về cũng là lúc mà các làng nghề truyền thống tự mình theo con nước càng trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết. Từ đó mà cuộc sống mưu sinh nương mình theo con nước của các làng nghề miền Tây Nam Bộ trở nên nét độc đáo, là nếp sống văn hóa, phong tục gắn liền với người dân trong suốt hàng trăm năm qua. Chính vì vậy mà các mặt hàng phục vụ cho mùa nước lên là những gì bà con nơi này bám trụ sản xuất để kiếm sống qua ngày. Vậy để tìm hiểu rõ hơn về các làng nghề thú vị này, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo chân miền Tây kỳ thú đến trải nghiệm quý vị nhé. Làng nghề ghe xuồng Bà Đài ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tồn tại hàng trăm năm nay. Thời hưng thịnh, mỗi năm nơi này xuất bán cả chục ngàn chiếc xuồng ghe. Năm nay nước lên cao, nguồn lợi thủy sản cũng đa dạng, làng nghề cũng phần nào nhộn nhịp. Hiện khoảng 20 hộ còn bám nghề cũng đang tất bật sản xuất để đáp ứng đủ đơn hàng cho người dân địa phương và thương lái từ các tỉnh lân cận. Nhiều khi một tháng mười mấy hai chục cũng có, nhiều khi một tháng hai ba chiếc cũng có nữa, nó không có đều. Cũng như nó dễ là cũng như mình làm tại nhà rồi mình muốn nghỉ giờ nào mình nghỉ gì đó, mình không có đi làm ngày làm công ty rồi thì nó xa nhà rồi, nó dễ cái đó. Còn khó cái là bây giờ cũng như xuồng không có bằng như hồi trước đó, khó vậy đó. Cái đầu ga nó yếu hơn hồi xưa đầu ga nó mạnh lắm. Hồi xưa là một người đóng có thể là 300-400 chiếc là bình thường đó, hồi khoảng chừng 5-7 năm, cả chục năm trở về trước á. Bây giờ thì cao lắm, 50-70 chiếc, 100 chiếc à, không có bằng như đó. Làng nghề ghe xuồng Bà Đài đang được duy trì bởi những người thâm niên, không ngừng cải tiến kỹ thuật, sản xuất đa dạng sản phẩm. Nhờ vậy, lao động bám nghề có nguồn thu nhập ổn định từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một ngày. Bên cạnh cung cấp ghe xuồng là phương tiện mưu sinh để người dân đi giăng câu, đặt lưới, đặt lợp, làng nghề còn đổi mới sản xuất ghe xuồng mini với nhiều mẫu mã cung ứng cho các quán ăn, nhà hàng, các điểm du lịch. Thậm chí đã vượt biển sang các nước như Mỹ, Pháp, Trung Quốc, mở ra triển vọng mới cho nghề đóng xuồng ghe truyền thống ở rạch Bà Đài. Dù khó khăn cỡ nào đi nữa thì cái nghề tổ tiên của ông bà để lại rồi, mình phải gìn giữ, yêu nghề, không có bỏ được. Bởi tôi mới mà tạo ra cái hướng đi mới để mà làm, để gìn giữ, để cho trong cái làng nghề. Ngoài các phương tiện thô sơ lưu thông, đánh bắt thủy sản mùa nước, các mặt hàng nông cụ cũng nhộn nhịp và đắt hàng không kém. Xóm lưới Thơm Rơm thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, hình thành từ những năm 1980. Bao năm qua vẫn duy trì theo hướng tăng về số lượng lẫn chất lượng. Riêng năm nay, các cơ sở kinh doanh ở đây đã chuẩn bị các mặt hàng để bỏ mối cũng như bán lẻ với số lượng tăng hơn 30% so với năm trước. Cùng với tấm lưới, lợp bắt cá cũng là một ngư cụ không thể thiếu ở miền Tây vào mỗi mùa nước về. Lợp được đan từ những nan tre phớt mảnh, đây là nghề đã xuất hiện ở Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ từ trước năm 1975. Thời điểm này, các hộ làm ngư cụ cũng sản xuất khá hơn nhờ nhận được những đơn hàng từ khắp nơi. Hồi đó thì làm ít, rồi từ từ cái người này thấy người kia làm bắt chước, rồi làm lần lần giết cả xóm luôn. Bị gì đầu tiên thí dụ cũng nghe đồn, thí dụ cũng như ở đây đi đặt, người ta đồn ở nó ở đây có mần gì đó, rồi người ta mới lên người ta mua, thì những người mua đó người ta đặt, rồi cái là người khác hỏi, người ta chỉ ở đó rồi ngày từ từ nó lan rộng ra. Nghề lan lập này thì cũng sống được, cũng đủ xài. Nhưng làm bán quanh năm luôn, bán quanh năm mà tháng này thì bán nhiều, còn tháng kia thì bán ít, bởi vì tháng kia thì khô nó ít tép, còn tháng này là tép nhiều. Tháng kia là ta đặt trong nông trường hay là đặt trong vuông thôi, còn tháng này là ta đặt trên ruộng được, thành ra bán nhiều được. Mùa nước năm nay không khí ở các làng nghề miền Tây có phần sôi động hơn, bà con làm lưới, đằng, đó, vó, xà di, lợp, lợ.
Mỗi ngư cụ có một cách đặt riêng để dẫn dụ cá tôm. Mỗi nghề có nơi tiêu thụ riêng, có người tự làm để đi đánh bắt, có hộ làm số lượng lớn bán cho bạn hàng. Ai cũng tăng thêm chút thu nhập. Mùa nước cũng là mùa làm ăn của người dân. Với dụng cụ thô sơ, chiếc xuồng con là đủ hành trang rày đây mai đó kiếm tiền. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã hết. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị cũng đừng quên bản tin này sẽ quay lại vào lúc 18 giờ ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất và mới nhất. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.